Ý nghĩa của bánh xe Pháp Luân trong Đạo Phật. Có người cho rằng bánh xe tượng trưng cho luân hồi, e rằng không đúng với ý nghĩa đi lên của bánh xe Pháp Luân. Thực ra bánh xe Pháp Luân có nhiều ý nghĩa cao siêu hơn. Bánh xe Pháp Luân chuyển động không ngừng, giáo lý của Đức Phật phát triển không ngừng, hợp thời, hợp cơ, hợp lý. Nhưng công năng vẫn là di chuyển, đưa chúng ta từ tối đến sáng, từ khổ đến vui, từ thấp lên cao, từ vô minh đến giác ngộ và từ địa ngục tới niết bàn. Bánh xe Pháp Luân tới đâu thì cỏ gai xoài đá bị nghiền nát tới đó, mê lầm phiền não cũng bị dập tan. Bánh xe Pháp thì tiến thẳng chứ không bao giờ thoái lui. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật Thích Ca giảng tại vườn Lộc Uyển cho bốn anh em ông Kiều, Trần, Như, nói về tứ diệu đế, được gọi là Phật chuyển bánh xe Pháp lần thứ nhất hay đại nhất chuyển Pháp Luân. Bánh xe Pháp được vẽ hình tròn trong có 6, 8 hoặc 12 góc. Con số 12 tượng trưng cho 12 nhân duyên, số 8 tượng trưng cho bát chánh đạo và số 6 tượng trưng cho lục đạo. Có lẽ vì kỹ thuật và mỹ thuật nên hình dáng bánh xe có 8 góc được vẽ nhiều và phổ biến nhất. Nhờ thực hành bát chánh đạo mà chúng sanh tiến về nẻo giác, cũng như nhờ bánh xe mà người nữ hành đi chuyển tới mục đích. Các họa sĩ còn vẽ bánh xe Pháp đặt trên hoa sen là tượng trưng cho Phật, sự thanh tịnh như hoa sen mọc trong bùn vươn lên khỏi bùn mà không hôi tanh. Phật Pháp đưa người tu từ chỗ ô nhiễm tới chỗ thanh khiết, thanh cao. Có họa sĩ vẽ bàn tay nâng đỡ bánh xe Pháp ở trung tâm có chữ vạn, ý muốn nói Phật Pháp cao quý, cần đưa tay đón nhận một cách cung kính, trọng vọng. Tóm lại, bánh xe Pháp Pháp Luân là tượng trưng cho Pháp của Đức Phật, mà Pháp thì không hình, không tướng. Sau này do các họa sĩ, nghệ sĩ tạo ra, tùy theo sự dung cảm của tâm linh, có thể có những hình tướng khác nhau. Nhưng ý nghĩa của bánh xe Pháp thì rất cao siêu, đưa người tu từ phàm lên thánh, từ địa ngục khổ đau tới niết bàn an lạc, chứ không phải là bánh xe luân hồi đưa chúng sanh trôi dạt trong sáu nẻo luân hồi. Bánh xe Pháp đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi, thoát cảnh trầm luân. Nếu hiểu là bánh xe luân hồi thì không đúng với ý nghĩa của Phật Pháp. Trong kinh Phật có thí dụ người què nương vào chiếc xe lăn mà di chuyển xa được, chúng sanh nương nhờ Phật Pháp mà tiến về giác ngộ và giải thoát.